Rồi hôm nay là ngày mùng 7 Tết nha anh chị. Mình lại tiếp tục dẫn anh chị đi xem đất nha. Đây hôm nay mình giới thiệu với anh chị là một cái lô đất đất lúa, đất nông nghiệp. Đây, đây là cái lô đất này. Chiều ngang của miếng đất từ cái phía bờ bên đây chạy dài lên đó là 200m, chạy qua nói chung nguyên với đất này là vuông, chiều mặt tiền của nó là được 50m, chiều sâu của nó là 200m nha anh chị. Mặt tiền đường đá xanh đó, tiền đường đá xanh, đường đá xanh thì mặt này nó khoảng 3,5m, ô tô đến đất. Đây miếng đất rất là đẹp nha anh chị. Thì phía bên đó là cái trường học luôn, trường học mẫu giáo cấp 1, cấp 2 đó. Còn đây là quỹ ban, phía trước này là quỹ ban, rồi phía trước đó nữa là quốc lộ 62 nha anh chị. Đó thì từ quốc lộ mình đi vô tới cái cầu đó là khoảng 70m, rồi mình chạy lại đây qua đây là tới miếng đất. Còn cái phía bên đây là cái khu dân cư, trạm y tế, trường học đó. Rồi để mình đi xuống cái bờ cho anh chị dễ coi nha. Thì miếng đất này nó thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Khu đất này là hiện đang nằm trong cái khu đê bao khép kín làm 3 vụ. Rồi đây là đất. Đó, bên kia là trường học rồi. Anh chị nào về đây cất nhà làm vườn, con cái mình đi học rồi cũng gần. Mẫu giáo cấp 1, cấp 2 đầy đủ, trạm y tế có luôn. Rồi quỹ ban xã luôn, khu này nó an ninh. Phải nằm ngay khu quỹ ban mà. Cũng an ninh. Miếng đất này thì cực kỳ vuông nha anh chị. Khu này là khu đê bao, cái bao thì người ta trồng lúa 3 vụ hết rồi. Trong đê bao xả suốt, cũng không có nước lũ như mà ở ngoài. Đó, cái khu đây là khu của nhà nước, trường học. Cái vị trí đất mình nó là từ cái bờ này trở qua bên phía tay phải. Đó, mình sẽ đi giáp vòng cái ruộng luôn cho anh chị coi. Cái miếng ruộng này rất là vuông. Miếng đất cực kỳ đẹp, vuông nhất. Đây là cái cục móc trụ đá nha. Thì từ đây ngang qua bên đó. Đó. Đi qua này có được không? Đi luôn. Cái phía bên đây thì người ta cũng vừa bán rồi. Phía đây ta vừa bán 5 công phía sau mà giá là 1 tỷ nha anh chị.
Còn cái miếng này á, miếng này là chủ người ta kêu bán á, là một mẫu này với giá chỉ có 2 tỷ thôi, nhưng mà mình là mặt tiền đường luôn. Còn cái miếng miếng bên trái này người ta vừa bán rồi nè, là năm công này người ta bán với giá là 1 tỷ đó. Mới bán nên nó làm bờ ranh. Bờ ranh này còn nhỏ xíu nè anh chị coi nè. Đó, ở phía trước này là trường học. Có cái đường nước luôn. Miếng này mà anh chị nào mà làm vườn ha, mình mua mình lên cái vườn là rồi, rất là tuyệt vời luôn. Đất đẹp mà nằm trong khu đê bao. Vị trí này là an ninh, ở đây cũng không có trộm cắp, anh chị làm đây là thoải mái. Chứ anh chị làm vườn chỗ nào xa xa thì sợ mất đâu. Còn đây là trước mặt đó là ủy ban. Đây là khu, sau đây khu trường học rồi, an ninh thì cũng thuận tiện, mình muốn mua bán gì đó cũng được. Rồi nó cách quốc lộ là chỉ có 70 mét thôi, từ cái đường, con đường đê ngoài nè, đi thẳng ra quốc lộ là 70 mét, là tới quốc lộ 62. Ồ, chưa nắng thì đuối đó nè. Miếng đất này mình quay kỹ luôn, mình đi giáp chồng cho anh chị coi luôn. Đó là rất là dễ. Mình nhắc lại là miếng đất này thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha anh chị. Thì vị trí từ vị trí miếng đất lên Sài Gòn là 80 km, đi theo tuyến quốc lộ này.